Ô tô cũ ba miền 8386 xin kính chào quý vị và các bạn. Và để nối tiếp những chương trình đã phát hôm nay, mình lại làm một cái video để gửi tới quý vị và các bạn về chiếc Matiz SE sản xuất năm 2007, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Xe được trang bị phần ngoại thất đó là màu trắng. Đây các bạn này. Để đi đến từng phần của xe để mời các bạn quan sát phần đầu xe. Trước hết là các bạn quan sát phần đầu xe. Đấy các bạn này. Xe được trang bị hai cái đèn pha, đèn zin các bạn nhá. Đấy các bạn này. Pha zin luôn nhá. Đèn pha zin các bạn ạ. Chiếc xe được trang bị phần ngoại thất là màu trắng rất đẹp. Một chiếc xe Matiz mà lại còn một cái thân hình đẹp đẽ như thế này, nó là hàng hiếm có các bạn nhá. Chiếc xe này là full đồ quanh xe. Tí nữa các bạn sẽ biết được và sẽ xem những cái phần nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Matiz khác. Mình cam kết với các bạn là chiếc xe này không taxi dịch vụ một ngày. Bạn nào mua chiếc xe này để thưởng ngoại thì trong dịp Tết tuyệt vời. Xe được trang bị phần bánh của nó là 4 quả la răng đúc hết rồi. Sơn bóng mượt, sạch sẽ. Nó thể hiện một chiếc xe còn những đường gân chỉ. Không hề bị tác động của sự trồ chạm Matiz. Là thường về thân vỏ rất kém, nhưng mà riêng chiếc này thì nó là được một cái thân vỏ cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Vừa đăng kiểm xong, đến tháng 6 năm 2021 bắt đầu mới đăng kiểm tiếp các bạn này. Nếu các bạn quan sát phần trần xe, chiếc xe rất đẹp. Đây là một dòng xe rất hợp với các bác lái mới cũng như những bạn trẻ mới có bằng. Chi phí mua xe ô tô như lại giá xe máy mà lại chạy lại chở được rất nhiều người. Dòng này lại cực kỳ là lành máy, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là bản máy 0.8 các bạn nhé. Xin lỗi các bạn, 0.8 ba máy. Đấy các bạn này, từ đèn pha cho đến đèn hai đèn chiếu hậu là đèn zin nhá. Các bạn này, các bạn quan sát là lốp này, một dàn lốp mới nhá, chủ nhân vừa thay xong. Rãnh còn rất sâu, rất dày. Đấy các bạn quan sát phần gầm xe này. Đấy các bạn này, Matiz gầm như này tuyệt vời. Đấy, các bạn quan sát phần gầm xe này. Đấy, các bạn mời các bạn quan sát phần sườn xe bên lái này. Nó thể hiện một cái xe cực kỳ là chất lượng. Năm hết Tết đến rồi, bạn nào có nhu cầu mua xe thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Đây là một chiếc xe rất cứng cáp. Đấy các bạn này, Matiz SE sản xuất 2007, lá răng đúc nhá. Đấy các bạn này, Matiz và cua lốp vẫn còn này. Đấy các bạn quan sát này. Chiếc xe này các bạn mua về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm bất cứ cái gì cả, đăng kiểm mới. Để mời các bạn quan sát phần cánh này. Xe được chủ nhân đụ lên 4 kính điện rồi các bạn nhé. Các bạn quan sát này, những chiếc xe không taxi dịch vụ mới còn được cái tabli như này. Đấy, các bạn quan sát này. Mình làm video rất thật, rất nghiệp dư. Đấy, các bạn dần dần sẽ thấy là chiếc Matiz này nó khác biệt hoàn toàn so với những chiếc khác. Đấy, các bạn quan sát phần táp lô của xe. Được chủ nhân độ một cái bô lăng cực kỳ là chất lượng các bạn nhé. Xe được trang bị màn hình các bạn nhé. Nội thất mới, trần nỉ zin của hãng. Các bạn quan sát này. Bộ áo ghế tuyệt vời, mới đét. Đây, mình lại mời các bạn quan sát phần cánh sau bên lái này. Các bạn này, Matiz này, kèo cột nguyên zin nhá. Ba cột, cột A, cột B, cột C, không hề bị tác động của sự đâm va, trồ chạm.
Để mời các bạn vào phần nội thất của xe. Các bạn nhìn cái bô lăng nó lại dành cho những chiếc xe đắt tiền của hãng Chevrolet rồi. Trần nỉ. Bốn kính điện các bạn nhá. Đây là bản đủ của dòng Matiz SE các bạn nhá. Bản đủ nó khác biệt với mấy bản thường là còn đây. Bật đồ, bật cốp sau này các bạn này. Đây các bạn này. Những chiếc Matiz đẹp. Mới còn những cái đường vấu này nhá các bạn nhá. Để mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe. Đấy, các bạn này, quan sát này. Từ cái khóa này, khóa cốp sau à. Đấy, các bạn quan sát phần đinh tán này. À, các bạn quan sát này, phần cốp sau này. Không hề bị mục vọt các bạn nhá. Nội thất tươi sáng, sạch sẽ. Nó thể hiện một cái xe chủ nhân đi cực kỳ giữ gìn. Đây là một dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ bé. Để các bạn luồn đấy. Đây mời các bạn quan sát phần cánh sau bên phụ này. Đây, các bạn quan sát cu lốp babule này. Nó thể hiện nó chỉ phai mờ theo thời gian thôi các bạn nhé. Không hề bị khoan đục, không hề bị taxi dịch vụ. Đây mời các bạn quan sát phần cánh bên phụ này. Các bạn quan sát tắp ly. Bốn kính điện các bạn ạ. Gương cũng chỉnh điện, gương kính chỉnh điện hết quý vị và các bạn ạ. Các bạn quan sát phần tắp lô rồi. Không quan đục nhé. Các bạn nhìn cái củ số thì biết cái xe đi cực kỳ là ít rồi. Từ cái cửa gió này các bạn này, từ cái cửa gió nó đã được độ rồi, mạ đi lốc hết. Cửa gió là cửa gió của dòng xe Matiz nhập các bạn nhá, chứ không phải là Matiz lội. Độ được chủ nhân cực kỳ là quan tâm đến chiếc xe của mình. Cửa gió là cửa gió của Matiz nhập đấy các bạn ạ. Đây các bạn quan sát này. Ốc cửa chưa hề có sự tác động của cà lê mỏ lết nhé. Các bạn ạ. Máy nổ rất êm, máy nổ thì thầm luôn các bạn nhé, điều hòa mát. Bạn nào mua chiếc này về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Các bạn mà tham rẻ mua những chiếc xe Matiz lát thì về làm mệt lắm. Đây là một chiếc Matiz cực kỳ chất lượng này, các bạn quan sát phần kèo cột này. Từ cái chắn nắng các bạn này. Xe quá đẹp. Và để mời các bạn ra phần khoang máy. Năm hết Tết đến rồi, bạn nào yêu dòng xe nhỏ gọn, tiết xăng ăn đi như xe máy mà lại
giá này rất chi là hợp lý thì liên hệ cho mình. Để mà các bạn quan sát phần máy này, những chiếc Matiz đẹp trên thị trường rất hiếm các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, cái da mặt máy này, máy đang nổ quý vị và các bạn nhé. Đấy các bạn này, máy nổ rất êm. Đấy các bạn này, các bạn quan sát từ cái phần giằng đầu xe này, đèn zin này, đèn zin có dấu chấm, dấu nhân ở giữa quý vị và các bạn nhé. Đây là mời các bạn xem phần máy này, không một chút hơi thừa nào. Máy đang nổ quý vị và các bạn này, không một chút hơi thừa nào nhá. Mình bao zin cho các bạn cả xe, không hề bị đâm va đổ ngã. Đấy, các bạn này, quan sát từ cái mặt máy biết chiếc xe gia đình đi không qua dịch vụ, mặt máy nó còn tươi sáng, đẹp từng chi tiết, máy nổ thi thầm. Giá này này rất chi là hợp lý. Và mình cũng xin thông báo với các bạn là chiếc xe này bên mình đang ra bán tại hàng với giá là 79 triệu đồng. Cho bạn nào liên hệ cho mình. Matiz sản xuất 2007 SE, full đồ quanh xe. Được độ lên rất nhiều đồ rồi, các bạn về không phải làm gì nữa, màn hình, lá răng đúc, bua lăng này là bua lăng của dòng xe đắt tiền, tích hợp còi tại bua lăng. Đây các bạn quan sát phần nắp capo xe này. Mỏng tanh. Biển số rất đẹp các bạn nhé, 798 nhé. 79 triệu đồng cho một bản SE sản xuất năm 2007, vừa đăng kiểm xong, phun đồ quanh xe. Đây là một lựa chọn cực kỳ hợp lý cho các bạn đang có nhu cầu mua xe trong dịp Tết để thưởng ngoại. Ô tô mà lại giá xe máy. Đấy, các bạn quan sát thêm một lần nữa phần ngoại thất của xe. Và để kết thúc chương trình làm video về chiếc Matiz SE sản xuất năm bản đủ sản xuất năm 2007, đẹp hiếm có trên thị trường, mình xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bãi xe về mình là khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội các bạn nhé. Còn rất nhiều xe để các bạn lựa chọn. Lô này là lô xe bên mình mới về. Bạn nào quan tâm thì liên hệ cho mình. Còn bạn nào yêu dòng xe nhập, đây là một chiếc Genta bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Genta X này. Bạn nào quan tâm thì liên hệ cho mình. Chiếc này mình chưa làm video. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bạn nhé. Bạn nào quan tâm thì liên hệ cho mình. Và để mời các bạn ngắm lại phần đuôi xe của chiếc SE sản xuất 2007 này với giá 79 triệu đồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.